Xin chào các anh chị nhà tư. Thì vào đây trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì nói chung á là bên yên mình quá là điên rồ rồi, quá là mạnh rồi, đúng không? Mới nghỉ lễ đây, mới vô lại có hai phiên thôi mà cứ mỗi một phiên vờ ni mình tăng 10 điểm về chỉ số. Chúng ta đang nói về chỉ số, chúng ta chưa nói đến những cái yếu tố bên trong phân hóa cổ phiếu, dòng tiền luân phiên hay cái gì đấy. Từ từ chúng ta sẽ nói đến những cái vấn đề đó tiếp theo, nhưng bây giờ chỉ xét về chỉ số thôi. Thì anh chị thấy rằng là cứ mỗi một ngày tăng 10 điểm, đúng không? Ngày hôm qua và nên mình mở cửa với một cái gap up tương đối không lắp lại, kéo luôn, đóng cửa cao nhất, tổng chỉ số tăng tính luôn cái gap là nhiêu? 10 điểm, đúng không? Nó là 10 phẩy mấy nhưng mà em làm tròn là 10 cho nó dễ đọc ha. Chính xác nó là 10,93 điểm thì cứ cho là 11 điểm đi, rồi vậy cho nó chuẩn ha. Rồi ngày hôm nay vợ đi mình mở cửa rất bình thường, không gấp úp cũng không gấp đau, kéo tiếp kịch kim luôn, đóng cửa cao nhất luôn, tăng tiếp 10 điểm nữa, chính xác là 10,5 điểm, là chỉ mới có hai phiên thôi và đi mình tăng gần 21 điểm, đúng không? Quá là kinh khủng luôn, thậm chí là gần vượt đỉnh về chỉ số tới nơi rồi. Đây nè, ngày mai mà nó kéo tiếp là vượt luôn, chính thức vượt đỉnh về chỉ số. Bên trong chưa nói nha, về chỉ số thôi. Mai mà kéo nữa hoặc là gap up hay là không cần biết, nói chung mai tăng tiếp là vượt anh chị ha. Quá là kinh khủng. Còn về cái vấn đề anh chị thấy rằng là gì, ngày hôm qua là vừa nay mình mở cửa có một cái gap up ở đây đúng không? Nhiều anh chị hỏi rằng là cái gap up này liệu nó có nguy hiểm không em, rồi nó có lắp lại hay gì đó không? À, thì về cái vấn đề gap up này thì em cũng đã có chia sẻ với anh chị mình ở trong cái video mà trong cái ngày nghỉ lễ bù á, ngày thứ hai á, thì thay vì em làm cuối tuần thì em nghỉ thêm được ngày thì em làm tối thứ hai đúng không? Thì em đã view cho anh chị rồi là trong giai đoạn nghỉ lễ thì có rất là nhiều những cái tin tức, có tin công khai rồi, có tin chưa công khai, nhưng đều là tin tốt hết và đa phần là điều nó sẽ tốt ở rất là nhiều dòng cổ phiếu luôn, ngân hàng nè, dầu khí nè, rồi đầu tư công mà thậm chí cả bất động sản nó được tháo gỡ rất nhiều vấn đề, đúng không? Thành ra là nó rất là tốt, mà thậm chí là tốt rất là nhiều nơi, thậm chí tốt cho nền kinh tế luôn. Và cộng thêm là gì, trước lễ là vừa đi mình đã có rất nhiều những cái sự hưng phấn, nó có sẵn rồi, nó hưng phấn sẵn rồi, đúng không? Thì cộng thêm tin tốt vào trong lễ nữa thì cái xác suất mà khi mở phiên lại sau nghỉ lễ thì cái việc mở gap là rất bình thường, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ mở gap, đúng không? Nó cũng sẽ có gap up hết, nhưng mà mình cũng không thể nào mình biết được là cái gap up này nó sẽ to hay là nó nhỏ, rồi trong phiên nó có duy trì được hay không, nó có lắp lại liền không hay là nó kéo luôn, rồi mấy ngày sau nó có lắp lại không, hoặc là cái volume trong ngày hôm đó như thế nào, rồi cái biên độ dao động trong cái phiên nó như là làm sao mình biết được. Vô phiên mình xem, mình theo dõi, mình đánh giá chứ, đúng không? Mình chỉ ước lượng được là buổi sáng nó có gap up thôi anh chị ha. Thì đúng là nó có thiệt đấy, và đương nhiên là khi gap up như vậy thì hầu như là 70 đến 80% các dòng các mã cổ phiếu nó sẽ mở gap giống với vừa đi, và có khoảng 20 đến 30% thì nó sẽ không có mở gap, hoặc là nó sẽ nằm ở một số những cái sàn đặc thù, ví dụ như là sàn Hà Nội hay là sàn Upcon, là hai cái sàn này là không có ATO thì thường nó sẽ không có gap anh chị ha. Đấy vậy thôi, mà quan trọng là gì, có mở hay không mở thì phải coi coi là cái cổ phiếu của mình nó như thế nào trong những cái phiên đó, giống như những cái nhận định từ trước tới giờ em hướng dẫn anh chị thôi. Cái chỉ số thật ra nó không quan trọng ở trong giai đoạn này, chúng ta chỉ quan trọng chỉ số ở các điểm như sau: thứ nhất là bùng nổ theo đà FTD, thứ hai là uptrend là sàn toàn bộ, chỉ có hai phiên đó là nó đồng pha với nhau thôi, còn tất cả các phiên còn lại đều là phân hóa hết, đều là luân phiên hết. Và bản chất hai cái phiên vừa rồi là phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm qua, và nên mình vẫn đang tiếp tục là sự luân phiên, là nó vẫn kéo tuần tự, đúng không? Có thể là những cái dòng nào mà nó kéo trước lẻ thì có vẻ như trong hai ngày vừa rồi này thì nó kéo nhẹ hơn, yếu hơn một chút xíu, đúng không? Còn những cái dòng nào nó chưa kéo thì nó kéo rất mạnh, hoặc những dòng nào nó đã có tín hiệu tách cung rồi, nó có những cái tín hiệu mà chắc chắn những cái phiên sau nó kéo là nó kéo kịch kim luôn, đúng không? Và em đọc trận cho anh chị mình đánh rất là kỹ, em đọc bài cho anh chị mình chơi luôn,
đúng không, em view cổ phiếu cho anh chị mình luôn, đúng không? Ví dụ những cái con nào tăng rồi không có điểm mua thì em nói rất rõ, trừ khi nào những cái dòng tăng rồi, em ví dụ như là dòng bất động sản hoặc là dòng chứng khoán, trừ khi nào nó có điều chỉnh thì anh chị mới vào được. Còn nó cứ kéo ở trên cao như vậy thì nó chả có một cái điểm mua nào cả. Đồng ý là có thể có nhiều anh chị mua được mà nhiều chị không mua được, đúng không? Nó kéo nhanh quá không có mua kịp thì chúng ta cũng phải không có nên đua vào những cái điểm đó, tại vì nó đâu có điểm mua an toàn nào đâu. Mà mua trên đó thì nếu mà không có điểm mua an toàn thì chỉ có mua liều thôi. Mua liều thì em nói cái này rất nhiều lần, nếu anh chị muốn mua liều chị cứ phang đại vô, thích thích con nào đúng không, cảm giác là không mua được theo an toàn, vô múc đại 3 ngày sau ăn hay không là 3 ngày sau biết cái gì đâu, thì cứ tự đặt ra điểm cắt lỗ. Có thích đánh vậy không? Nếu thích đánh vậy cứ vô phang, cứ thấy con nào mà đang kéo á phang vô, đúng không? Cứ phang tiền mình vô, ăn hay không tùy tùy số trời, đúng chưa? Có thích đánh vậy không? Nếu không thì mình phải tìm những cái cổ phiếu tích lũy, đúng không? Tìm những cái cổ phiếu chưa đánh, mình tìm những cái con kênh trên xuống lên gần vượt mẫu hình, đúng không? Hoặc là đơn giản là trong danh mục của mình có những cái con nào đang mạnh sẵn, thì nếu như mà nó có xác nhận anh chị có hoàn toàn có thể tự mua gia tăng ở trên phần hàng có sẵn của mình, không việc gì mình phải đi đánh mở ra thêm làm gì. Uptrend mà, có một cái câu nói vui là gì, uptrend là không có lựa, uptrend là mua hết, lựa cái gì, đúng không? Uptrend mà lựa, uptrend là cứ nhắm mắt vô nè, thấy con nào mua nào mua hết, cái con nào được là mua, một tay chết, đúng chưa? Này nói vui thôi, nhưng thật ra là mình mua có kỹ thuật, đúng không? Mình chọn những cái con đàng hoàng tử tế mua, rồi mình có những cái tiêu chí mua, mình mua tại sao mình mua chỗ đó, đúng không? Và tại sao mình nhìn vô mình biết mai nó sẽ đánh, thì nó có tín hiệu vậy thôi. Còn mấy con tăng rồi thì nó đã tăng rồi thì mình bỏ qua, mình chờ, nếu nó chỉnh thì tôi mua, nếu không chỉnh thì thôi, đúng không? Tôi cũng có những cái con khác là thế chị ha. Thì đây, ngày hôm qua em sẽ view cho anh chị mình từ cái ngày hôm qua. Đây, ngày hôm qua là ngày thứ ba thì mới sáng vô em view nè. Vờ này mình với hiệu ứng đà tăng trước lệ thì khả năng phiên sáng sẽ mở gap up, em nhắn lúc 7:46, đúng không nè? Có đúng là gap up không? Đúng, đúng chưa? Rồi, nếu vừa đi hưng phấn gap up thì đương nhiên là mình sẽ tránh FOMO. Nếu mình mua, mình sẽ mua những con nào mà không có gap up, còn có gap up thì thôi, đúng không? Mình có hàng mà phải không có hàng đâu, chỉ có những người người ta lo, người ta bán trước lễ thì bắt đầu sau lễ người ta mới lo lật đá lật đật, người ta đi kìm mã người ta bán, đúng không? Quan điểm rất rõ ràng, em thấy trước lễ không có gì xấu, không có gì phải bán. Ví dụ như cổ phiếu mình mạnh mình cứ cầm mắc gì, đúng không? Đã nói rồi, không có để cho tình trạng nước tới chân mới xử lý, cái gì lo xử lý trước, canh đồ trước, đúng không? Cứ mua vô tồi bạ rồi không có canh gì hết, rồi cứ tới ngày này ngày kia là cứ phải lo đi tính toán đủ thứ anh chị ha. Lưu ý như thế, mình phải có trách nhiệm với đồng tiền của mình, đúng không? Mình phải có trách nhiệm với đồng tiền của mình, lưu ý ha. Rồi nếu em có năng view đúng không, thì như em đã view thì cái gap up kiểu gì nó cũng sẽ có, nhưng cái độ lớn của cái gap hoặc là cái sự biến động sau đó thì làm sao mình biết được, mình phải xem trong phiên chứ, đúng không? Với lại vừa đi nó kéo một hồi thì nó cũng lên lại cái vùng đỉnh cũ, thì chưa biết là cái vùng này nó sẽ phản ứng như thế nào. Thành ra em view là gì, vừa đi mình nó sẽ tạo ra một cái biên sideways gì đấy ở đây, đúng không? Nhưng mà đối với em chỉ số nó đã không quan trọng rồi, cho nên nó có sideways hay nó tăng hay nó giảm gì kệ nó. Cái điều em quan trọng là gì, là cái cổ phiếu mình đi nhìn cổ phiếu, mình không có đi mua cái con nào tên là Vernier Index đó, cái con đó là để đánh giá, mình đi mua con ba chữ cái, đúng không? Cái mình mua cái gì mình lo mình tập trung cái đó đi, đúng không? Mình đừng có lan man, đúng không? Mình đi tìm những con có mẫu hình kênh trên gì đó mình mua, con nào đạt là mình mua, con nào chưa đạt mình ngồi mình chờ thêm, đúng không? Nếu con đó đạt mà chưa có thì mua mới, con nào đạt mà có rồi mua gia tăng đó, vậy thôi, đúng không? Đó. Và em có kìa nè, hôm trước em trước mắt nè, hôm nay đây, hôm nay trước mắt là em kỳ vọng nhóm dầu khí bùng nổ lên chờ sự gia tăng, tại em nhắn cái này lúc chưa tới 8 giờ, em view BVS và BSR, bà cha nó mới 9 giờ vô nó kéo luôn,
Trời ơi, chưa, tại vì hai con quỷ này không có ATO anh chị, không có ATO, vô cái nó kéo cái à, rồi sao nó kéo luôn rồi mua gì nữa đúng không, mình đã view luôn nên mình view từ trước lẻ luôn, hàng thì em có rồi. Cái BR là em nhắc anh chị mình rất là nhiều ngày nha, BR mà tới giờ mà mua không được là tại mình nha. Mình nói rất là nhiều rồi, 18.8, 19, 19.1 vẫn mua được. Nhắc rất nhiều ngày. Đúng không? Chỉ là em không mua gia tăng kịp thôi. Hôm nay em nói là không mua kịp. Mới sáng kéo luôn, kịp cái gì? Tự nhiên mới 9 giờ 2 phút mới ngáp, mới nhìn vô cái bảng điện, cánh vừa chạy cái đó kéo luôn. Kiểu như nó bơm lệnh sẵn, nó đặt cái bẹp vô cái là rồi lên luôn. Nó không cho ai mua hết. Mà nó đã tăng 2-3% rồi thì sao mua được nữa. Đúng chưa? Thì thôi, nhưng mà cái chuyện ở dưới mà mua không được là do mình nha anh chị nha, đó nhắc rất kỹ rồi đó đúng không, rồi xong thì nên nó kéo luôn thì em không gia tăng được đó, thành ra tăng rất ok. Và em cho anh chị một con luôn, thì cái con này em cũng nói trên video rồi đúng không, em liệt kê cho anh chị một danh sách luôn, CDG, STB rồi đó, đó, đúng không, PVF, BR gì đó, rồi cuối cùng mới là dòng thép đi, ví dụ vậy. Từ từ em nói tiếp, thì em cho mua trước một phần, tại sao em mua STB trong cái ngày hôm qua, hôm nay em mua tiếp là tại vì thứ nhất nó không mở gap theo bờ này, thứ hai nó đang ngay vùng kháng cự đang hấp thụ, bây giờ mà chỉ cần mở cửa ra mà nó bung lên cái là rồi, nó chỉ cần nó kéo một phát là nó bầu trời bao la hết cản rồi, có cản ở trên đâu, kháng cự đã hết thì khi mà nó bơm tiền vô đánh là nó rất là mượt. Mà con này á, là nổi tiếng là con đầu cơ đứng số 1 của dòng ngân hàng. À, thì đơn giản là mình sẽ mua con này lấy vị thế trước, em lấy trước một phần ha, ở quanh giá 33 trở xuống tùy thì khớp nha, nào khớp mua trước ha. Rồi trong cái ngày này á, thì hầu như anh chị thấy là cái tâm điểm sẽ là dòng ngân hàng và dòng dầu khí, tí nữa coi chạc sẽ thấy anh chị ha, thậm chí là con Vinamilk nó còn lên mà, trời ơi, nó cũng quýnh vô danh mục mình không à, đúng không, cái ngày hôm qua ấy họ đánh ảo luôn, đánh hết đó vậy thôi hết đúng không. Mà hôm qua nè anh chị để ý nè, anh chị nào trong room mà thậm chí anh chị vô room cộng đồng luôn, em nốt một cái chữ rất là quan trọng là tại vì sao, tại vì nó có tín hiệu vào cuối phiên đây, HBG nó kéo vậy là ngày mai tới thép, có đúng là hôm nay tới thép không, thép trần, hoa sen trần, nam kim trần, Hòa Phát thì không trần được, Hòa Phát anh chị biết Hòa Phát á, trong lịch sử nó đánh nó kiếm cây trần lòi mắt luôn á, nó được bao nhiêu cây trần đâu, tại vì cái thanh khoản của nó lớn nhưng nó phù hợp với NAV to, với là cái số lượng người đông á, múc bao nhiêu cũng có hàng đó, đó. Còn Hòa Phát rất là dễ đánh tiền lớn, ở margin nó cao, nếu ai có nhu cầu thích chơi margin chơi được hết, nói chung là rất là đại trà và đại chúng đúng không, mà nó kéo cũng 4% mà thua kém gì đâu đúng không, nhưng mà tiền lớn người ta đập vô rất là dễ ăn đúng không, tại vì cái tiền to á, người ta chỉ cần ăn biên phần trăm vừa phải thôi là người ta đã đủ ăn lớn, vì hình dung là như thế, thành ra nó là nhiều sản phẩm nhưng nhiều cái option cho mình chọn đấy, thật ra mua con nào cũng như nhau thôi đó, tại vì con Hòa Phát này á, con hoa sen năm kim á nó không có tín hiệu anh chị, con Hòa Phát mới là con có tín hiệu, nhưng mà khi con Hòa Phát nó phát động đánh á thì hai con kia nó sẽ đánh theo, hình dung nó là như thế anh chị ha. Đó thật ra em mua đúng một STB trong ngày hôm qua thôi, là tại vì chỉ có con đó là nó không mở gáp, còn đa phần á hầu như con nào cũng mở gáp hết, mà mở gáp thì em đâu mua thêm được gì đúng không, đó vậy thôi hết đó, à là kết thúc ngày hôm qua không có gì hết. Rồi qua ngày hôm nay ha, thì em vẫn tiếp tục em đi rình cổ phiếu thôi đúng không, vẫn tiếp tục đi rình cổ phiếu đó, thì bế hôm nay dầu khí quýnh nữa, trời ơi quỳnh dầu khí nó quýnh bập 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 luôn đúng không, nó quýnh nè đó, nè nè thấy chưa, trời ơi, ai cản nó đi, ai cản nó đi đúng chưa, quá là mạnh luôn, chỉ là mình gia tăng không kịp thôi sự đúng không, quá là kinh khủng đúng không, cứ thế bò lên. Em nói rồi, riêng dòng nào thì em không biết, dầu khí là nguyên có phi stop là độc cô cầu bài ok chưa, má xì tơ
never lose, chưa bao giờ thua vũ khí, đúng không? Lần lái vũ khí mốt đưa em đánh nhanh nó luôn, lâu quá đúng không? Dòng nào thì không biết, vũ khí rất tự tin, ok đúng không? Dòng nào không biết, vũ khí là chúng tôi rất tự tin. À đó rồi, được chưa? Xong tăng vậy rồi hỏi mua mua sao đó, mà chỉ là em không mua thêm kịp thôi, chứ điểm mua đầu tiên là em đã có rồi, em sẽ có những điểm mua thêm thôi. Nó cao quá kiểu gì nó cũng sẽ chỉnh, hoặc nó sẽ chỉnh lại kiểu gì mình cũng sẽ có điểm mua ha. VVS thì ngày hôm qua đánh chung, nhưng mà ngày hôm nay á, thì có vẻ như là nó chỉnh chỉnh lại tí xíu, nhưng mà cũng vậy à, cũng tăng đúng không? Cái form của nó vẫn là như nhau, mà con BBS này do là gì, em đã cầm từ cái đợt trước rồi, dòng này là dòng chiến lược của em á, em gia tăng rất là nhiều lần rồi, hàng em đầy nhóc, cây này chỉnh em còn không bán, mà tại vì đơn giản là em đã nói tất cả những cổ phiếu trong room, cái con CQE nhất là lỗ bài lãi 7%, nó đạt cái cây hôm bữa chắc nó sàn luôn, thì em cũng chỉ hòa vốn thôi, em có lỗ đâu, đúng chưa? Mà ở trên em đã tính toán hết, margin em hạ bớt những cái con trên cao hết rồi, mình tính toán rồi, mình không có đu đuổi gì hết. Việc gì mình phải xử lý khi mà mình đã set up từ trước? Mấy ông lo xử lý là do mấy ông lo mua cao, mấy ông tự xử lý đi chứ, đúng chưa? Còn nếu mà mình đã không bị vướng bận mà mình canh hết rồi, mình thấy cái đà không ok, hai cái tuần trước khi tạo đỉnh là mình đã view hết rồi, là mình cảm thấy không ok, thôi anh chị tạm dừng mua. Trước đó đánh mấy con trần gì đó kệ, tạm dừng mua cái đã, đúng không? Cái tuần đó lên bán bớt trước, đúng không? Nhưng mà riêng những cái dòng nào mà mang tính hạt ginh là không bán, cứ giữ đó. Lại 7-8% mà sợ gì, nó đạp xuống cái vẫn còn, đúng không? Khi mà nó kéo ngược lên một phát là ok. Nhưng mà con này gia tăng nhiều rồi, thì em chính vì vậy em mới cho anh chị thêm một cái option là anh chị nào chưa có BVS, đúng không? Em nói rất kỹ, chưa có BVS mình mua BR, đúng không? Cơ hội rộng mở, rất nhiều người, người tới sau vẫn mua được, đúng không? Thị trường nó tạo cho mình rất cơ hội, không có gì là không được cả. Đó thì mình mua được hai con này là quá là ngon. Mà anh chị thấy rõ ràng là chỉ có hai con này là mạnh thôi, anh chị coi những con dầu khí khác đi, nó vẫn tăng nhưng mà nó không có vượt, nó không có vượt đỉnh, anh chị hiểu không? Nó không phải là xu hướng mạnh nhất. Em ví dụ BVD đi, anh chị thấy không, nó lên tới cái cản này, mà con BVD này nó bị một cái là nó bị vướng bận, là nó là sàn hô xe, nó là up gap up, thành ra là nó bị thiệt thòi hơn những anh em dầu khí khác, là nó mất 15 phút đầu tiên nó bị nhốt ở trong cái ATO đó, hiểu không? Thành ra là kiểu gì nó cũng sẽ mở gáp, nhưng mà nếu mà mở gáp mà nó không đánh á, thì nó sẽ vô tình để tự tạo ra một cái vùng kháng cự, thì nó sẽ không có quá mạnh ha, nó sẽ mất thời gian cân bằng một vài phiên, có thể là hai con kia nó sẽ lên trước, rồi con BVD thì chắc cũng phải mất một thời gian khoảng vài phiên nữa nó cân bằng thì quả may nó mới đánh vượt đỉnh được, nhưng mà nó cũng sẽ lên thôi. Nhưng mà nếu mình biết nó yếu rồi thì thôi, chứ mình đánh hai con mạnh cho rồi mà đánh con yếu làm chi, đúng chưa? Đã biết nó yếu rồi đánh làm gì nữa đó, chị thấy không? Những con khác hồi không bao nhiêu hết, oi đồng ý hồi cũng được, nhưng mà nó hồi đến đây nó lại gặp kháng cự, đúng không? Mấy phiên sau khả năng nó bứt phá tiếp nó sẽ khó. Còn BVD và BVS và BSR, chị thấy không, ở trên nó còn cái gì không, đúng không? Còn cái gì à? Còn cái gì cản nó, đúng không? Bây giờ thì có tổ chức cản nó thôi, chứ ai cản nó? Có nghĩa là sao? Ở trên này là cái vùng trời rất là bao la, thì chúng ta bây giờ chúng ta chỉ ngồi quan sát cái xung lực của cổ phiếu, khi nào bán, khi nào có no đi mình ba, khi nào có buy in clean mắt, đúng không? Tại vì cuộc đời mà không có cái gì lên hoài, không có gì xuống hoài hết, đúng không? Chúng ta hưng phấn, chúng ta vui, nhưng chúng ta mua dưới chúng ta mới được vui nha. Lưu ý nha, mua dưới mới được vui nha, đúng không? Vui là vui, nhưng mà đều set up trước hết, đúng không? Nên có nhiều người nói, ui thằng này bịp nha, sao nó mới la cái nó bán mẹ. Ủa, mua dưới thì có quyền bán chứ, mắc cười, đúng chưa? Tôi mua dưới mà, tôi la là gì sao? Là tôi có thành quả, tôi đánh lên vậy thôi. Thì nó buy in rồi thì lo bán đi chứ, no đi mình lo bán chứ, đúng chưa? Lợi nhuận một đầy ra thì cái lúc đó mình la vậy thôi, để mình tạo mình sự phấn vui chứ. Anh chị trúng số, anh chị vui không? Vui, nhiều khi hát cả ngày, nghe cả từng ngày luôn, đúng không?
sống vui, ai đưa tiền có vui không? Có vui chứ, đúng không? Mình phải vui đó. Còn cái chuyện mà khi nào nó xuất hiện những cái sự suy yếu trên đà tăng, thì cái gì lên nó cũng phải có suy yếu, bình xăng nó phải có dung tích dung lượng, không thể nào chạy hoài được à, đúng chưa? Thành ra lên tới một mức nào đó nó xuất hiện bay thì mình bán, vị thế tốt mà đó, thì mình rất ok. Nó trong tăng rồi, điểm mua thì em cũng không có, đúng không? Em đã nhắc anh chị rất là nhiều ở dưới rồi thì em hết rồi, lên đây em cũng chưa có mua gia tăng kịp, nhưng mà cũng không sao cả, vẫn tăng bình thường, vẫn ok ha. Hàng hóa đầy đủ cũng không có điểm mua thêm, tại nó kéo vậy là điểm mua thêm đâu ra ha. Rồi tiếp theo là gì? Vinamilk đi, cũng tăng đúng không, nhưng mà con này tăng thêm vài cây nữa là kiểu gì nó cũng có nô đi mình, thì lúc đó mình sẽ bán hết, tại con này em chỉ còn nửa hàng thôi ha. Em thấy đạn này nó kéo hơi rướng, đúng là nó phải tích lũy lại chứ, nó kéo vậy hơi rướng, nó kéo rướng thì khả năng nó sẽ xìu nhanh ha. Rồi kéo hết đúng không? Rồi cái tín hiệu của con Hòa Phát ngày hôm qua đi, đây bôm chà đúng không? Hòa Phát thậm chí là em, tại Hòa Phát em có view rất kỹ trong ngày hôm nay nè, em đủ hàng rồi, thành ra em không có mua đây nè, em biết nè. Rồi tới thép anh chị ơi, nhưng mà Hòa Phát chúng ta đủ hàng rồi thôi, cũng không cần mua thêm đâu, chờ nổ thôi đúng không? Vượt 28 năm nó sẽ là một vùng trời bao la của Hòa Phát. Tại vì sao? Tại vì em có gia tăng cái điểm 28.1 đó, em gia tăng ở đây, tại cái lần này là quá thuyết phục em, em mua thêm, em có hàng sẵn mà, em không có cho ai mua mới ở trên này đó, nhưng mà em mua thêm đó, nó đạp xuống thì em mua thêm mà em lỗ, em lãi 7%, em còn lãi 7%. Tại khi mỗi lần anh chị mua thêm á là cái giá vốn anh chị mình sẽ bị đôn lên đúng không? Đúng ra cái con này mà lúc đầu em lãi lãi tới 18, lúc đầu là 21%, mua thêm một lần nó còn có 16%, mua thêm một lần nữa là nó còn 10% đúng không? Rồi bán bớt ra rồi mua thêm nữa là nó lại chỉ còn khoảng 7% thôi, thì cái hôm mà nó đạp xuống á là hòa vốn đúng không? Là hòa vốn đó, nhưng mà nó kéo nó lại, nó vượt thì lại lại đúng không? Nó chỉ cần nó nhích lên đây là em nó lãi lại 5-7% rồi đúng không? Tại cái cây thậm tệ nhất là em hòa vốn mà, thì lỗ kiểu gì được đúng chưa? Thì khi nó kéo vượt lên thì thôi, hàng mình đủ rồi, mình tại vì mình biết con này là gì, nó bị dính vào cái cây chỉnh của thị trường, chứ bản chất cái xu thế của nó không có xấu, nó đã có rất nhiều lần rủ ra rồi, thì cái việc mà nó vượt tiếp thì hàng mình cũng đủ rồi, mình cũng không mua nữa anh chị ha. Cái gì cũng vậy, mình đủ hàng rồi thôi, tiền mình có giới hạn, mình mua quá trời mấy con kia rồi, hàng mình có sẵn nữa thì mắc gì mình phải mua nữa đúng không? Thì cứ để cho nó kéo đó. Thành ra nếu anh chị nào mà nhanh nhạy á, anh chị mình chưa có hàng á, anh chị mua con hoa sen cũng kịp, không sao hết. Nhưng mà em mua một con thôi, em không mua nhiều, mua nhiều em khó xử lý, em khó kiểm soát, cái gì cũng vậy phải điều độ thôi, mua nhiều quá rồi dòm sao kịp đúng không? Thành ra anh chị mua cái con thép nào trong cái giai đoạn buổi trưa ngày hôm nay thì nó đều ok hết ha. Em nghĩ là trạng thái vượt đỉnh thì nó đều rất là tốt. Thành ra anh chị không thích Hòa Phát, anh chị mua hoa sen hay Nam Kim đều được ha, tại vị thế của tôi là tôi đủ hàng tôi không mua nữa vậy thôi đó. Để tăng, tại vì hôm qua em thấy nó rút chân rồi, tự nhiên cả ngày nó đỏ đúng không? Rõ ràng là ATC ngày hôm qua tự nhiên con Hòa Phát nó kéo lên giá thầm chịu và đóng cửa gần cao nhất là rồi, rồi biết rồi, mà nó kéo hai lần rồi, cái ngày trước đó nữa là cái ngày trước lễ là Hòa Phát nó đã kéo một lần rồi, là mình biết rồi đúng không? Cái thế này đánh rất là giống dầu khí, tại cái đạn này Bernie hầu như là anh chị thấy là nó không có test lại ha, tại vì nó không có hồi sốc đúng không? Em có view rồi, nếu nó không hồi sốc thì nó sẽ không có khả năng test lại, nó sẽ tích lũy và nó bò 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 đi lên, và khi nó gặp kháng cự mà bơm tiền vô là nó vượt luôn đó anh chị ha. Thì thôi, tại hàng mình mạnh thì mình cầm là nó có rồi chứ đúng không? Không có cần làm gì thêm quá nhiều trong ngày hôm nay hết, bình thường thôi. Và hôm nay á là có một tín hiệu nữa là con STB tiếp tục kéo ATC, thành ra em bơm thêm luôn, em cho anh chị mua thêm STB ATC luôn đúng không? Mai con này đánh anh chị ha, bơm thêm vô đánh. Rồi Tiên Phong vẫn tăng tiếp, con này thì tại vì nó đã qua điểm mua rồi, gia tăng đồ đầy đủ hết rồi, bây giờ nó kéo tiếp thì bây giờ anh chị cứ để cho nó, cứ để nó kéo thôi, ở trên là vùng vùng trời bao la, cứ 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 để nó chạy đúng không? Cứ để nó chạy, cứ thể nó phang thoải mái luôn
đúng à, cứ thế nó kéo. VB hôm nay em kéo VB thì em có bắt đáy cái bữa mà thị trường sàn hết á, em có bắt VB 20.6 ha. Đấy thì nói chung nó kéo ra là cũng lời lại bình thường đúng không, kéo lên ăn tiếp đó. Con VB này bây giờ nó kéo lên đúng không, nó gặp lại kháng cự kiểu gì nó cũng sẽ chững lại khoảng tầm vài phiên, nếu vài phiên này mà ok mình tính tiếp đó, mình lại bơm vô tiếp mình đánh tiếp đúng không. Quy tắc gặp kháng cự sẽ chững lại, giống như đi đường mà đằng trước có cái ổ gà đúng không, cái kiểu gì tới cái ổ gà là nó cũng sẽ hơi sốc tí xíu, nó hơi cộm xuống cái mình đã biết trước cái đó rồi thì kiểu gì tới đó mình cũng phải giảm tốc đúng không, mình phải đi chậm lại hoặc là mình né qua hai bên hay cái gì đấy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái tốc độ chạy của mình đúng chưa. Mình đã thấy trước cái đó rồi, mình đâu thể nào mình làm cho cái ổ gà nó biến mất được, thì cái đó giống như vùng kháng cự của cổ phiếu, khi nó lên trên đó kiểu gì nó cũng sẽ tồn tại một cái lực bán ở trên cái vùng đây đúng không. Mình sẽ biết trước như vậy thì kiểu gì mình cũng sẽ mất thời gian ở trên đó, nhưng mà nếu mất thời gian thành công mà qua cái ổ gà mà không có bị té nè, không có bị chạy xước rồi chót lọt á, là kiểu gì mình cũng sẽ tăng tốc mình chạy tiếp đúng chưa. Đó là ví dụ thực tế để mình hiểu được cái về cái kỹ thuật, dùng những cái từ hàn lâm nhiều khi mình sẽ khó hiểu, mình dùng những cái từ đời sống một tí xíu để cho nó dễ hiểu hơn, tại cái gì cũng bắt nguồn từ đời sống thôi đúng chưa. Đó thì khi nó vượt hẳn rồi mình múc thêm trở lại, khi đó an toàn hơn, đánh mượt mà hơn. Con này vẫn là một con form tích lũy lớn, nó chưa thật sự có một con sóng nào to cả. Nếu đánh mà muốn biên lợi nhuận lớn là phải chọn những con có những cái mẫu hình như thế này đúng không, còn những con tăng rồi mà cứ đu lên á, thì mấy bữa nữa nó chỉnh rồi cũng lại mất lợi nhuận lại cũng vậy nha đúng không, phải đi săn những cái con mà có mẫu hình to, anh chị lưu ý đó. Nói chung thị trường nó cứ luân phiên nhau, nó kéo 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 rồi đó anh chị ha. Cho nên bây giờ cái câu hỏi khó nhất là gì biết không, em ơi mua con nào, rất khó luôn đúng không. Mình đã mua túc tắc rồi, mình mua giữ lại đủ thứ hết, đủ thứ con nè đúng không, danh mục bây giờ dài thòng lòn luôn đúng không. Nhưng mà điểm mua rất là tiêu chuẩn, điểm mua cái an toàn, tại vì em là xu hướng đánh an toàn, em đánh những con có mẫu hình to đúng không, đó là cái trường phái của em. Ví dụ như em mà không bắt đáy nè, em không đánh kiểu rủi ro đúng không. Đấy thành ra là chỉ là cái nhịp này tí nhất là gì phải không, là nó cái dòng mà trứng nó đánh trước lệ, thành ra cái lúc đó mình mua không kịp, nó mới chững chững lại cái mình chưa kịp mua cái nó kéo luôn đúng không. Mới còn cận 2 ngày tới lẻ rồi mà mua, nhiều khi nó bị margin 4 ngày tính lãi, là cái lúc chỉ có cái lúc đó là mình mua không kịp cái đạn đó thôi đúng không. Còn hầu như tất cả phần còn lại thì nói chung thị trường nó vẫn luân phiên tốt, cho nên anh chị thấy đừng có vội vàng, đừng có nghĩ cảm giác là mình sẽ bị mất cơ hội, tại vì thị trường uptrend mà con gì chẳng lên đúng không. Quan trọng cái điểm mua của anh chị mình phải tốt, chọn lọc ra mà đánh, càng về sau á là vernier mình á, vernier đoạn này em nói rồi, nó giống như cái đoạn mà em cho anh chị coi ở đoạn trước á, đây nè coi lại nè, và đây nè đúng không, nó cứ bò bò lên vậy đó, có thể vài phiên nữa nha, kiểu gì vernier mình cũng sẽ có một cây đỏ đúng không, cây đỏ tại vì lên hoài rồi nó sẽ đỏ, nó sẽ chỉnh, nhưng mà nó chỉnh trên đà tăng hiểu không, nó sẽ chỉnh trên đà tăng đó, rồi nó có kéo tiếp, rồi nó có chỉnh rồi kéo vậy đó. Như đã nói nếu chỉnh thì sao, vẫn nhìn cổ phiếu thôi, đừng quan tâm gì hết cái dòng cổ phiếu đúng chưa, giảm bớt sự đu đủ đi rồi, và càng về sau vài phiên nữa thì cũng sẽ có nhiều thêm nhiều những cái con cổ phiếu có thể mua được anh chị ha, nhưng mà càng ngày nó sẽ càng ít nha. Ví dụ em có một vài con em nhìn được là C4G ha, cũng được, khá ok. Một con y chang C4G là IDC đúng không, hai con này anh chị mình có thể chú ý đó, tích lũy nè, do thị trường gãy gãy về nền đỡ lại hướng lên, gặp kháng cự tái tích lũy hấp thụ lại khối lượng không lớn ha, chỉ cần nó có cây bơm tiền thì nó sẽ vượt được chưa. Rồi con nào nữa ta, Nam Long, nhưng mà con này nếu mà đánh là ngày mai đánh, em nghĩ con này ngày mai đánh ha. Đất Xanh, Đất Xanh thì có tin tức gì không, chủ tịch bán 20 triệu cổ phiếu giờ sáng nó mở chỗ gấp đao chỉnh 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 buổi sáng á, em có view luôn, buổi sáng em có kỳ vọng nha, em kỳ vọng thôi,
là nếu như thị trường mà hôm nay dầu khí nó kéo rồi thì không nói, nhưng mà nếu những cái dòng khác mà nó có điều chỉnh á thì em nghĩ nó cũng rất là hợp lý, là tại vì trước lễ nó đã kéo khá nhiều thì nó có thể nó sẽ tạo ra những cái cơ hội để mình canh. Vừa nói xong cái vernier mình nó chỉnh có 5 phút à, nó kéo ngược lại luôn. Vậy thôi chứ đúng không, mình canh là chỉnh thì có thể là những cái dòng tăng rồi á nó sẽ mở ra cơ hội cho mình, nhưng mà nó quá mạnh nó không chỉnh, nó đỏ đỏ được chút xíu giật nó lại rồi sao nó lại xanh tiếp, như đất xanh này giật 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 giật, giật tí xíu cuối cùng lại kéo lên. Rồi những cái dòng như chứng khoán nè, hôm nay dòng chứng khoán cũng tăng rất tốt đúng không, đúng không, nó tăng vậy rồi thì mua gì nữa đúng không, đây là những cái nhịp nước rút của cổ phiếu rồi. Anh chị có anh chị nhớ chặn lại nha, dòng nào cũng có phần hết, nhưng nhớ nha đừng có đu trên những cái cây này nha, nó mà tạo điểm buy in clean mắt mà nó quay đầu cho một cái là dính nữa đó. Lưu ý cái chuyện nó tăng là nó vẫn tăng, cái xung lực nó còn nó sẽ vẫn tăng, nhưng lưu ý là nhớ điểm mua phải tiêu chuẩn, còn mua cao tất cả mọi điểm mua cao đều đi kèm rủi ro chị ha. Còn nếu mấy dòng này mà muốn mua liều á thì cứ pha vô mua đi, 3 ngày sau cắt sai cắt, có thích vậy không, nếu thích vậy anh chị cứ đặt đúng không. Nếu cái cảm thấy mà tiền mình mà chọi ra ngoài cửa sổ mà lỡ như kiểu giống như kiểu cầm cục tiền mà chọi ra ngoài cửa sổ, chọi ra xong rồi nếu mà mình ở trên chung cư đi cao tầng đi, mình chọi ra mà nếu mình đi thang máy xuống mà nếu mình hên đó là mình lượm lại được, mà nếu mình không hên á là lúc mà vừa chọi xuống cái con nào đi qua đó thấy lấy luôn rồi mất đó, là giống vậy đó. Cứ chọi đi là cái thời gian mà mình đi từ cái lầu của mình mà đi thang máy mà đi xuống dưới tầng trệt á là giống như cái thời điểm mà T cộng về đó, cứ sai mất thôi, đơn giản đúng không, tại vì nó không còn những cái điểm mua tiêu chuẩn nữa thật sự anh chị ha. Rồi nói chung thị trường đang rất là đều, ai cũng sẽ có cơ hội hết đó, ok ha. Kéo lên kéo lên thì mình cứ tập trung vào cổ phiếu thôi. À, anh chị thấy room em thì nói chung em mua trước lễ rồi này kia rồi ha, em có mua thêm những cái con mà em đánh giá là những cái phiên sau nó sẽ kéo rồi đấy, còn đa phần cổ phiếu thì em có sẵn hết. Là cái đợt trước em cầm dòng mạnh thành ra là nó không có bị thiệt hại gì lắm à, thì bây giờ nó kéo ngược lên thì em hưởng thôi, nhưng mà như thế ha. Mà anh chị thấy không, anh chị cầm Bitcap á nó có lên không, không lên tới bây giờ vẫn không không bò lên được cái kháng cự đúng không, nó đánh tới vậy rồi mà vẫn không bò lên được cái chỗ này thì làm được cái gì đúng chưa, yếu nè đó. Nhiều con sale thì em không nói, sale đó mạnh từ cái đợt kia rồi ha, nè thấy con nè đó, nó cứ bò 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 ở dưới vậy sao đánh đúng không, có KBC khỏe nè, nhưng mà KBC này thì cái form của nó đánh giống như tụi chứng khoán ha, nè mấy con này nè nó bò chưa lên được tới đây nữa mà nó hồi tới 7-8 cây rồi, thì bây giờ xác suất mà nó kéo tiếp là khá là khó đúng không, càng lên cao mà vernier càng ngày càng trôi qua mà cái tỷ lệ nó kéo lên tiếp nó rất là mất thời gian, mà dòng tiền nó lại không có tập trung vào những cái điểm đó. Mà anh chị thấy bây giờ nếu như vernier mà nó muốn kéo vượt đỉnh về chỉ số đi thì nó phải kéo dòng nào, một là băng, hai là trứng, ba là thép hoặc là trụ đúng không, thành ra anh chị thấy không, bản chất khi vừa đi gãy vừa đi chỉnh hoặc là khi vừa đi hồi kiểu gì nó cũng sẽ hồi mấy con dòng chính trước, rồi từ từ tới khi mà đi lên, lên ví dụ đi và đi lên, lên lên rồi bắt đầu vừa vừa giữa cái đoạn sóng nó bắt đầu nó mới tới dòng bên cáp, thì khi đó mình sẽ đánh lại bên cáp, còn cái đoạn đầu tiên và khởi điểm sau khi chỉnh và bắt đầu kéo đa phần đều nó sẽ nằm trong blue chip hết, những con nào to nó tập trung vô hết, từ từ nó mới tới những con khác anh chị ha. Rồi vậy thôi, nói chung ngày mai thì em thấy vẫn có một số con đấy anh chị canh nha. CTG nè, con CTG với STB thì giống nhau, mai con STB kéo là con này kéo đúng không, MB là mai dòng ngân hàng là một số con kéo nha, một số con nằm ở dưới dưới như VIP nè, SHB rồi nè là mai kéo nha, mai nó sẽ tới lượt những cái con này nó kéo chạm kháng cự.
Đó, còn những con kênh trên rồi á thì cứ thế nó phàn rồi, đúng không? Cứ thế nó kéo rồi thì mấy con đó rồi thôi, qua rồi, qua điểm rồi, cầm thôi, khi nào yếu bán miêu thôi, thôi cứ nắm giữ, cứ thoải mái, đúng không? Thị trường chỉ cần cho tôi một cái động lực thôi là cái cổ phiếu của tôi cứ thế là chạy, đúng không? Mà nếu thị trường có chỉnh đi nó cũng sẽ lò ra rất là nhiều những cái cơ hội đấy. Thành ra những anh chị nào mà chưa mua được, anh chị phải để sẵn những cái tiền, những nguồn tài chính để chờ những cái điểm mà nếu thị trường có chỉnh, tại vì không có gì lên ngoài hết đó, nó lên nó cũng có chỉnh à, thì khi chỉnh đó mà mua đừng có vội vàng, đúng không? Rất nhiều cơ hội trôi qua rồi mà vẫn không mua được nữa thì bây giờ phải chờ tiếp chứ sao. Chứ bây giờ chẳng lẽ kêu anh chị mua trên đọt, ê, anh chị vô mua con này đi, đúng không? Ví dụ như mình phi kêu anh chị trong room á, là mua từ dưới này rồi, tự nhiên một người anh chị nào đó tới mới hỏi Nguyên ơi chị chưa mua được những cái con này, anh chưa mua được những con này, giờ có con nào mua, anh mua trên đọt đi, anh mua trên này này. Xong rồi mình qua room mình kêu là anh chị ơi chị bán chị được không, thì chẳng khác nào mình chỉ người trong đây là mình dụ người ngoài vô mua cho này, mình lấy người này mình bán đầu nè, mình úp nguyên đóng cổ phiếu đó lên cái người mới mua à, đúng không? Nó rõ ràng, rất nhiều anh chị hỏi em nói không có, không có điểm mua. Dạ em có mua này này rồi chị, này này rồi anh, mua được nữa em? Dạ tạm thời là chưa chưa có. Dạ chưa chưa điểm mua, giờ thật sự chưa có anh ơi, nào có em báo tiếp chứ giờ có đâu, đúng không? Bữa em báo mấy con kia rồi mà thường á, những cái người họ đã có mấy con kia thì họ sẽ không hỏi nữa, nhưng mà tới bây giờ họ vẫn hỏi thì em cũng không biết lý do tại sao anh chị ha. Nghe rồi, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Thời gian tối nay xem video quen nếu gì đó hãy share một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi em ra video anh chị ha. Rồi cứ để vào đi nó vận hành, thị trường nó sẽ tiếp tục hưng phấn anh chị, nó sẽ kéo chưa đâu, nó kéo vài viên nữa đó. Nhưng mà cho dù kéo hay kia hay là như thế nào hay chững lại, anh chị phải luôn luôn nhìn cái cổ phiếu của mình để sao cho những cái điểm ra vào cho nó phù hợp ha. Mua là có tiêu chuẩn đó, lên cao mình canh bán thoải mái chứ đừng có mua trên cao rồi tới lúc hàng về rồi tới lúc người ta chốt bên đầu mình thì mình đã nói đúng chưa. Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều.